các triết lý cổ đại thường bắt nguồn từ những triết gia. Tuy nhiên, có một trường phái triết học lại được sáng tạo bởi một doanh nhân buôn bán, đó chính là chủ nghĩa khắc kỷ. Vào khoảng năm 304 trước công nguyên, một thương gia tên Zeno đã bị đắm tàu trong một chuyến đi buôn. Ông dường như đã mất hết tất cả mọi thứ. Khi đến thành phố Athens, ông gặp Crete of Thief và được vị triết gia đáng kính này giới thiệu về triết học. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất tạo nên sự thay đổi trong cuộc đời của Zeno. Vài năm sau, triết học khắc kỷ ra đời, Zeno khi trở thành một triết gia đã nói đùa về sự kiện này rằng tôi đã có một chuyến buôn bán thịnh vượng cho dù bị đắm tàu. Kể từ đó, triết lý khắc kỷ đã trở thành kim chỉ nam trói lọi, là trí tuệ và là người bạn gần gũi với rất nhiều lời khuyên thiết thực cho hàng triệu người. Trường phái triết học này đã được rất nhiều vị nhân thực hành và áp dụng, từ hoàng đế La Mã cổ đại Marcus Aurelius hay người giàu nhất thành Rome lúc bấy giờ Lucius Seneca cho đến cựu tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt hay nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất ở thời kỳ phục hưng Michel de Montaigne. Gần đây hơn, triết lý khắc kỷ đã được trích dẫn bởi các doanh nhân nổi tiếng thế giới, thậm chí đến cả những huấn luyện viên bóng bầu dục như Pete Carroll hay các nhà quản lý các đội bóng chày như Jeff Bannister cũng đã giới thiệu triết lý khắc kỷ cho các tuyển thủ mà đội tuyển của họ chịu trách nhiệm. Chính vì những lợi ích lớn lao mà chủ nghĩa khắc kỷ đem lại, xin được gửi tới các khán thính giả 5 bài tập rèn luyện triết học khắc kỷ được trích từ cuốn sách The Daily Stoic 366 chiêm nghiệm về trí tuệ và lòng can trường cùng nghệ thuật sống của tác giả Ryan Holiday. Tác phẩm đầy tính thực hành này sẽ giúp bạn thấu hiểu con người mình và tìm thấy sự sáng suốt, hiệu quả và thanh thản trong tâm hồn. Bài tập thứ nhất, tìm ra những điều phù hợp. Trên hết, hãy luôn chú ý đến điều này, rằng bạn không bao giờ quá gắn bó với những người quen và bạn bè đến mức bạn bị kéo xuống ngang hàng với họ. Bạn phải lựa chọn giữa việc được những người bạn này yêu mến và vẫn là chính mình, hoặc trở thành một người tốt hơn và cái giá phải trả là mất đi những người bạn đó. Nếu bạn cố gắng có cả hai thứ, bạn sẽ không đạt được tiến bộ cũng như không giữ được những gì mình đã từng có. Trích từ tác phẩm Những lời giáo huấn của Epictetus. Câu nói được trích dẫn phổ biến của doanh nhân huyền thoại người Mỹ Jim Jones rằng bạn chính là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành nhiều thời gian nhất. Doanh nhân, tác giả sách James Altucher cũng khuyên các nhà văn và doanh nhân trẻ nên tìm những người phù hợp, một nhóm bạn đồng trang lứa hòa hợp sẽ thúc đẩy ta trở nên tốt hơn. Và có thể gia đình của bạn đã từng cảnh cáo với bạn khi thấy bạn dành thời gian quá nhiều bên cạnh một số đứa trẻ hư. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ trở nên giống như bạn bè của mình. Một trong những câu châm ngôn của nhà thơ người Đức Goethe sẽ giúp bạn nắm bắt ý nghĩa của chủ đề này tốt hơn. Cho tôi biết bạn kết bạn với ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Hãy cân nhắc một cách có ý thức về những người bước vào cuộc sống của chúng ta. Hãy tự đặt câu hỏi về những người bạn gặp gỡ và dành thời gian. Họ có khiến tôi trở nên tốt hơn hay không? Họ có khuyến khích tôi tiến lên và giữ tôi chịu trách nhiệm hay không? Hay họ kéo tôi xuống ngang hàng với họ? Sau khi hiểu kỹ hơn về quan điểm vừa rồi, bây giờ hãy đặt ra câu hỏi quan trọng nhất. Tôi nên dành nhiều thời gian hơn hay ít thời gian hơn cho những người này? Vế thứ hai trong câu trích dẫn của nhà thơ người Đức Goethe cho chúng ta biết về những rủi ro của sự lựa chọn này. Nếu tôi biết bạn dành thời gian cho điều gì, thì tôi biết bạn có thể trở thành người như thế nào. Bài tập thứ hai, nghệ thuật tưởng tượng tiêu cực. Không có gì xảy ra với một người khôn ngoan mà họ không mong đợi, cũng như mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của họ mà theo như họ tính toán. Và trên hết, họ đã tính đến việc có thể tạo nên điều gì đó cản trở kế hoạch của họ. Trích từ tác phẩm On Tranquility of Mind. Chúng ta sẽ đau đớn khi nhận ra rằng thế giới hiện tại được chi phối hoàn toàn bởi các yếu tố bên ngoài. Không phải lúc nào chúng ta cũng có được những gì thực sự là của mình, ngay cả khi chúng ta đã bỏ công sức để giành được nó. Không phải lúc nào mọi thứ đều rõ ràng và đơn giản. Về mặt tâm lý, chúng ta phải chuẩn bị cho điều này xảy ra. Nếu bạn liên tục cảm thấy bất ngờ mỗi khi có điều gì đó xảy ra, bạn sẽ không chỉ cảm thấy thất vọng bất cứ khi nào bạn cố gắng làm điều gì, mà thậm chí bạn cũng sẽ khó chấp nhận và tiến tới những lần thử thứ hai, thứ ba hay nhiều hơn nữa. Sự chắc chắn duy nhất luôn xảy ra là mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Điều duy nhất chúng ta có thể sử dụng để giảm thiểu rủi ro này là khả năng lường trước vấn đề, bởi vì biến số duy nhất mà chúng ta hoàn toàn kiểm soát được chính là bản thân mình. Thế giới có thể gọi bạn là người bi quan, nhưng mà ai quan tâm cơ chứ? Sẽ tốt hơn nhiều khi có vẻ ngoài ủ rũ hơn là bị mù quáng hoặc mất cảnh giác. Bạn có biết điều gì tốt hơn xây dựng mọi thứ trong trí tưởng tượng của mình hay không? Xây dựng mọi thứ trong cuộc sống thực. Tất nhiên là việc xây dựng mọi thứ trong trí tưởng tượng của bạn thú vị hơn nhiều so với việc phá bỏ chúng. Nhưng mục đích của việc đó là gì? Nó chỉ khiến bạn ảo tưởng và thất vọng tột độ khi đối mặt với thế giới thực. Giống như một chiếc băng gạc, chúng sẽ khiến ta đau khi bị xé toạc. Với khả năng lường trước vấn đề,
chúng ta có thời gian để dựng lên một lớp phòng thủ hoặc thậm chí là tránh chúng hoàn toàn khỏi những vấn đề tiêu cực. Chúng ta đã sẵn sàng bị đưa ra khỏi lộ trình vì chúng ta đã vạch một con đường quay trở lại. Chúng ta khó có thể chống lại từng vụn vỡ nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Với khả năng lường trước vấn đề, chúng ta có thể chịu đựng. Chúng ta đã chuẩn bị cho thất bại và sẵn sàng cho thành công. Bài tập thứ 3. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì theo thói quen. Trong phần lớn các trường hợp, chúng ta giải quyết vấn đề không phải theo những định hướng đúng đắn, mà chủ yếu là bằng cách tuân theo những thói quen xấu. Vì tất cả những gì tôi nói là trường hợp, nên người đang trong quá trình rèn luyện và phải tìm cách vượt lên để ngừng tìm kiếm khoái lạc và tránh xa nỗi đau, ngừng bám ví vào cuộc sống và ghê tởm cái chết. Và trong trường hợp về tài sản và tiền bạc, hãy ngừng coi trọng việc nhận hơn cho. Trích từ tác phẩm Lecture and Sayings của Marcinius Rufus. Một người nhân viên được hỏi rằng, tại sao anh lại làm theo cách này? Câu trả lời được đưa ra như sau, vì đó là cách chúng tôi vẫn luôn làm mọi việc. Đây là câu trả lời làm thất vọng tất cả mọi người. Những người nhân viên này đã dừng hành động não và đang làm việc một cách thiếu suy nghĩ theo thói quen. Bất cứ người chủ nào khi đối diện với những tình huống này đều sẽ lựa chọn sa thải nhân viên đó. Chúng ta nên áp dụng sự tàn nhẫn tương tự đối với thói quen xấu của chính mình. Trên thực tế, nghiên cứu triết học chính là để phá vỡ hành vi theo thói quen của chính mình. Nhìn lại những hoạt động bạn thực hiện theo thói quen và tự hỏi bản thân rằng, đây có thực sự là cách tốt nhất để làm điều đó hay không? Tại sao bạn lại đang thực hiện chúng như vậy? Bài tập thứ 4. Khởi nghiệp bản thân. Nhưng Socrates nói gì? Cũng như một người thích chăm chút trang trại của mình hay một người khác quan tâm tới con ngựa của mình, tôi thích để tâm tới sự tiến bộ của riêng mình từng ngày. Trích từ tác phẩm Những lời giáo huấn của Epictetus. Xu hướng thời điểm hiện tại là bắt tay xây dựng một công ty của riêng bạn và bạn sẽ trở thành một doanh nhân. Việc xây dựng một doanh nghiệp từ con số 0 là một quá trình vô cùng hữu ích. Đó là lý do tại sao rất nhiều người dành cả cuộc đời của mình để làm điều đó, làm việc không biết mệt mỏi và chấp nhận vô số rủi ro. Nhưng chúng ta cũng nên đầu tư vào việc xây dựng bản thân như cái cách chúng ta sẽ đầu tư vào việc xây dựng doanh nghiệp hay sao? Giống như một công ty khởi nghiệp, bắt đầu chỉ là một ý tưởng, sau đó là ý tưởng được ươm tạo, đưa ra thế giới. Nó phát triển chậm chạp rồi theo thời gian, chúng ta tích lũy đối tác, nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và sự giàu có. Có thực sự quá lạ lùng khi đối xử với cuộc sống của chính bạn nghiêm túc như cách bạn đối xử với một ý tưởng kinh doanh hay không? Hãy trả lời câu hỏi đó một cách đầy oán tính. Bài tập thứ 5. Đừng đọc tin tức. Bạn sẽ liên tục bị cám dỗ, thậm chí là áp lực để theo kịp các sự kiện hiện tại. Nó chỉ là một vài phút xem tin tức, đọc một vài bài báo, kiểm tra một số thông tin trên mạng xã hội thôi mà. Đừng suy nghĩ theo hướng đó, hãy chống lại sự thôi thúc này. Nhà văn người Mỹ Henry David Thoreau từng nói, đối với một nhà triết học, tất cả những tin tức như người ta gọi đều là chuyện phiếm và những người biên tập và đọc chúng là những bà già ngồi lê đôi mách. Hãy nhớ những gì triết gia Epictetus từng nói về chủ đề này. Nếu bạn muốn tiến bộ, hãy bằng lòng với việc tỏ ra chẳng biết gì hoặc kém hiểu biết với những vấn đề đang diễn ra phía ngoài kia. Trừ khi bạn là người quản lý quỹ đầu cơ hoặc nhà báo, nếu không thì hầu hết các tin tức nóng hổi đều hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của bạn. Đừng xem tin tức, hãy tập trung vào những gì ở trước mặt bạn, chỉ tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Bài tập thứ 6. Sự nghiệp của bạn không phải là bản án tù. Thật đáng xấu hổ biết bao khi vị luật sư chút hơi thở cuối cùng khi đang ở tòa án. Ở tuổi cao, ông vẫn biện hộ cho những người kiện tụng vô danh và vẫn tìm kiếm sự chấp thuận của những kẻ thiếu hiểu biết. Trích từ tác phẩm On the Shortness of Life. Cứ vài năm, một cảnh tượng buồn lại diễn ra trên bản tin. Một triệu phú già, vẫn là chủ của đế chế kinh doanh, bị đưa ra tòa. Các cổ đông và thành viên gia đình lập luận rằng ông ta không còn đủ năng lực về mặt tinh thần để đưa ra quyết định. Tất cả xuất phát từ việc người chủ doanh nghiệp này đã từ chối từ bỏ quyền kiểm soát hoặc không tính toán đến việc xây dựng một kế hoạch kế nhiệm, nên ông ta phải chịu một trong những sự sỉ nhục tồi tệ nhất của cuộc đời, phơi bày trước công chúng về những điểm nhạy cảm riêng tư nhất của ông ta. Chúng ta không được quá chú tâm vào công việc của mình đến mức nghĩ rằng mình miễn nhiễm với thực tế cuộc sống như sự già đi hay sự suy yếu của sức khỏe và cả cái chết. Tự hào về công việc của bạn, nhưng đó không phải là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn video từ Spyroom Books chúng mình. Thêm một thông tin khác chính là bộ sách triết học thực hành của Spyroom Books với các tác phẩm Những bức thư đạo đức bởi triết gia Seneca và Suy tưởng bởi triết gia Marcus Aurelius đang được mở bán với những ưu đãi rất đặc biệt.
Đừng quên ghé qua những đường link sách ở phần mô tả và bình luận được hiển thị ngay dưới video này để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mình là Yoshi. Peace!